Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình lại thực hiện một cái video lắp điều hòa mới cho con Taco Tower. Con này là 750 kg. Thì cái con này thì bản thân của nó là nó không có điều hòa, nhưng mà nó lại có chỗ chờ bát lốc này, rồi là buly trục cơ. Cái chỗ bắc giàn lạnh thì nó cũng có chỗ chờ rồi. Nhưng mà loại này thì mình phải hơi khoét sàn một chút. Hôm nay mình thực hiện lắp mới hoàn toàn một bộ con Taco Tower này. Đây các bạn nhìn trục cơ này, là buly có sẵn và bát lốc có sẵn. Đây là lốc lạnh này, lốc là lốc static. Vì là thường như bây giờ là lái xe là yêu cầu lắp lốc san tích cho nó nhẹ máy. Đây là lốc mới hoàn toàn nhé. Con này là lắp một bộ mới hoàn toàn. Tất cả là lóng lên xem buly nó có thẳng không. Con này là thẳng là ok, chẳng đẹp đẹp luôn. Con này là hiện đang thực hiện quét cái sàn để đưa dàn lạnh vào. Con này thì anh em làm là cứ chỉnh van vào một chút, nữa chỉnh sao 3/4 vòng vào cho độ lạnh nó sâu. Mà thì loại này lắp mới hoàn toàn nên là các cái ngắt lạnh này đều là cơ hết. Cơ thì làm nó rất là tiện lợi. Như là lạnh nó như zin luôn, không khác gì. Mà con này lắp lốc mới này vào thì là độ lạnh chuẩn. Độ lạnh nó phải đạt 9 độ. Đây là chỗ tại chỗ chứ nếu đi trên đường là độ lạnh nó xuống nữa, xuống rất sâu luôn. Con này thì bản thân nó là xe bán tải thì phải lắp cái dàn nóng ngắn cho ở giữa thùng. Tất cả các cái tai treo các thứ đều phải chế. Làm sao mà chế để cho cái khoảng cách từ sàn xe mà xuống dưới dàn nóng ấy, nó không sát quá. Con này được cái này đưa cái tiêu nhôm này nó cũng bền này, tiêu nhôm này như là tiêu zin, tất cả cái vị trí của nó là mắt rất là chuẩn luôn. Thì anh em lưu ý là cái pin này nó có mắt ga này, mình cứ cho làm sao là nó nhìn trên mắt ga này là cái độ sôi của nó ít thôi, khi mà nó đủ ga là nó chỉ hơi năn tăn bọt tí một chút thôi thì là ok, hoặc là có thể là mình đưa lên cân một cân. Sau khi bắt xong hết rồi mình lén thôi, lén hơi để thử kín. Trường hợp những loại lắp mới này là gần như là ít khi bị hở lắm. Sau khi thử kín mình hút chân không, hút chân không là bắt đầu là sạc ga thôi, sạc ga không là đổ máy. Nhiệt độ xuống 9 độ. Cái này nên đổ tại chỗ. Nếu mà đi trên đường thì độ lạnh nó còn sâu nữa.